Tôi nhìn thấy khoảnh khắc bạn khóc trong đêm dài, bởi vì bạn đã kiệt sức cho mối quan hệ ấy. Những điều bạn đã từng có nay tan thành mây khói. Bạn đã giữ trọn lời thề năm xưa. Bạn luôn kiên định cam kết lựa chọn tình yêu của mình để hỗ trợ tích cực cho người ấy, để nuôi dưỡng mối quan hệ. Cho dù có bất đồng, xung đột, mâu thuẫn xảy ra, điều cuối cùng bạn lựa chọn vẫn chính là tình yêu. Bạn đã rất nhiều lần hy sinh lợi ích cá nhân của mình vì người ấy. Bạn đã luôn dành tình yêu vô điều kiện của mình cho người ấy. Bạn rất mong muốn người ấy đạt được ước nguyện của mình và có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Nhưng bây giờ đây, trái tim bạn bị tổn thương sâu sắc bởi từng lời nói và hành động của người ấy. Người ấy đã quên mất lời thề năm xưa. Có thể do người ấy đang đối diện với những năng lượng tiêu cực trong cuộc đời của mình. Tôi rất ngưỡng mộ bạn, bởi vì bạn kịp thời nhận ra rằng bạn có thể trao đi tình yêu vô điều kiện của mình một cách rất dồi dào. Đó là lựa chọn của bạn. Nhưng bạn không thể bắt buộc người khác thay đổi theo ý bạn. Người ấy phải tự nhận thức những gì người ấy nên làm để nuôi dưỡng mối quan hệ này. Ngay lúc này đây, bạn không cần phải chạy theo người ấy. Bạn hãy để người ấy tự do phát triển trên hành trình cá nhân của mình. Điều bạn cần làm ngay lúc này, đó là quay vào bên trong, nhìn thấy rõ ràng sự thật, những tổn thương của mình. Người ấy ở gần bạn nhất, thân mật với bạn nhất, là người dễ dàng khơi dậy những tổn thương trong quá khứ của bạn. Trong mối quan hệ của người ấy, khi dẫn đến tan vỡ hoặc là chia ly, đó là một cơ hội lớn để bạn quay vào bên trong, nhìn rõ ràng sự thật đang tồn tại bên trong mình. Bạn sẽ dễ dàng rung động trong lòng biết ơn với người ấy. Bạn không còn oán trách, chỉ trích, oán hận, mà bạn tập trung vào hành trình cá nhân của mình. Hãy nhớ rằng, khi bạn liên tục tạo ra giá trị tích cực của mình, những người phù hợp với bạn sẽ bước vào cuộc sống của bạn.